Vâng, rất vui đầu xuân được trở lại với các bạn với chương trình giới thiệu về những cây đàn piano đã qua sử dụng của Nhật và rất phù hợp với khả năng chi tiêu tiêu dùng của người dân Việt Nam chúng ta. Vâng, UX, một cây đàn mà luôn là sự lựa chọn của những người rất khó tính. Vâng, và nó không hề có nhiều. Vâng, không hề có nhiều. Nó không giống dòng U1, U2, U3, EF, G, H, vân vân. UX rất ít. UX, US thì nó nhỏ hơn. 1m21, UX là 1m31. Vâng. Và với cái tinh thần là âm thanh nó bao giờ thường cũng vang sáng. Vang sáng và thiên về màu sắc của tính chất kim. Vâng. Màu nó hơi 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 sáng lên. Màu tinh thần của tính chất kim. Vâng. Khác với các cái dòng U thì thường thường đấy nhé, tôi nói thường thì tính chất của nó là thiên về cảm giác trầm ấm, mang tính chất như kiểu mộc nhiều hơn, và tinh thần của mộc nhiều hơn. Với những bạn mà thiên về chơi nhạc nhẹ một chút, họ thiên về chơi cover những cái ca khúc vân vân thì UX là một sự lựa chọn hết sức hợp lý. Nói như thế không nghĩa là nó không dùng cho là học cổ điển được, và nó thiên hơn một chút thôi, còn lại nó có thể dùng được cho tất cả các loại nhạc. Cái chính là chúng ta chơi như thế nào. Vâng. Bây giờ tôi sẽ thử toàn bộ phím để các bạn cùng xem. Với một cái phân khúc chi tiêu tôi nghĩ là cao, và với một hình thức như các bạn đã nhìn thấy trên ảnh cũng như là trên MV mà tôi đang chơi, với từng âm các bạn vừa nghe, tôi nghĩ rằng là vấn đề là chúng ta đầu tư đến ngưỡng tài chính đó, các bạn hoàn toàn yên tâm. Trân trọng cảm ơn.